rồi, chúng ta đã thực hành xong thiền định và thiền tuệ rồi, hay còn gọi là thiền trì và thiền quán. Rồi chúng ta bắt đầu xả thiền. Và phần thân cái này rất là quan trọng, này chúng ta phải xả thiền, ngồi thiền. Xoa nóng tay lên, chúng ta áp vào mắt, áp vào mặt, xoa mặt. Đó, chúng ta tiếp tục làm 3 lần như thế. Áp vào mặt này, xoa lượt 3, áp, xoa. Rồi, xoa mặt xong chúng ta nháy mắt động tác này, khởi động lại vùng mắt, xoay cổ, trái phải, trái phải, lên xuống, xoay tròn trái phải, phải trái, xuống lao toàn thân. Rồi, như thế này. Rồi, tiếp tục săn nóng để xả tiếp này. Rồi, xả phần gáy nhá, quay cổ và sát gáy như này. Cái hầu này, cái hầu rất là quan trọng. Bốt cổ này, giúp trẻ hóa. Xả vai. Nó nóng này. Xả bàn tay này, tay chúng ta ngửa ra, vuốt từ trên xuống dưới. Mặt ngoài này chúng ta vuốt từ dưới lên trên. Mặt trong vuốt từ trên xuống dưới. Đúng theo đường đi của kinh nạc. Tương tự tay bên kia, trên xuống dưới, mặt ngoài dưới lên trên, trong trên xuống dưới. Đấy, tiếp tục săn nóng này, xả mạng sườn. Mạng sườn là nơi ách tắc tạp khí, ta phải xả mạng sườn này đi, thải lọc, thải độc cơ thể. Săn nóng và xả phần thân trước, rất đơn giản, trên xuống dưới, trước và sau, chưa vào tầng sau. Rồi chúng ta xem phần xả ở mặt sau cơ thể. Sau cơ thể chúng ta hai quả thận ở đây, vâng, vỗ thận. Xả nóng hai quả thận. Chúng ta kéo ra chân. Kéo. Kéo 3 lần như thế. Rồi. Rồi chúng ta xả phần chân. Một kiết già chúng ta phải dùng hai tay, chúng ta bỏ xuống, nhớ phải cầm cái phần mắt cá chân, không là chân nó sẽ bị rắc một cái. Rồi, chúng ta cầm mắt cá chân này xuống. Xả phần chân như này. Ta để chân như này, ta sẽ bấm huyệt để xả thiền nhá. Thiền chúng ta bấm huyệt thì xả nó sẽ nhanh hơn. Đây, ta xem rõ cái bấm huyệt. Ta để tay vào hai vùng đầu gối này, đây có cái xương ống ở giữa này. Ta tìm hai cái điểm lõm bên cạnh cái xương này, dùng ngón trỏ và ngón giữa chúng ta bấm vào. Dày, bấm xong mới dày, nó sẽ giải huyệt, giải những cái bế tắc cho cơ thể chúng ta nhanh nhất. Bấm này, dày. Bấm. Này. Rồi đến huyệt tiếp theo, tam âm dao. Mặt trong mắt cá chân. Nó lên tầm khoảng 8 cm. Nó bấm vào. Nhả ra và dây. Bấm. Nhả ra và dây. Bấm. Nhả ra và dây. Như ở dũng tuyển ở gan bàn chân. Đó. Dũng tuyển bây giờ chúng ta bấm cả hai tay đây. Bấm vào điểm lõm lòng bàn chân. Dày. Bấm. Dày. Bấm. Dày. Rồi. Sau khi bấm xong thì còn phần nào tê mỏi chúng ta có thể xoa bóp nhẹ nhàng, giống như lúc đầu khởi động chúng ta xoa bóp vậy. Đó. Rồi, chúng ta có thể xoa bóp mắt cá chân, ngồi lâu kiết già nó cũng khá là đau.
Đấy, chúng ta xoa bóp nhẹ nhàng, khởi động lại. Đó. Trên đây thì tôi đã giới thiệu xong cho mọi người về cái phương pháp thiền định. Nó gồm có cả thiền định và thiền tuệ đó. Thiền định là giúp mình định tâm lại, thiền tuệ tức là giúp mình có những cái phép quán để mình phá được những cái vô minh, những cái chấp trước bản ngã trong tâm thức của chúng ta, giúp tấm lòng của chúng ta rộng mở hơn, trí tuệ của chúng ta nó sẽ phát quang hơn. Thì với phương pháp thiền định này, chúng ta nên thực tập hàng ngày. Buổi sáng chúng ta nên tập lúc 5 giờ và 6 giờ. Buổi tối chúng ta thực hành lúc tầm khoảng 10 giờ tối. Lý tưởng nhất thì chúng ta nên tập khí công nửa tiếng, tập bát đạo cẩm hoặc dịch cân thể dịch kinh, hoặc cả hai càng tốt. Sau đây chúng ta bắt đầu thực hành vào trong thiền định thì cái tâm thức của chúng ta nó sẽ định hơn. Đó. Và nếu ít thời gian chúng ta có thể ngồi thiền không thì cũng được, tốt. Đó. Còn nhiều thời gian chúng ta nên tập khí công trước, bởi vì khí công nó là nền tảng của thiền định. Có cái nền tảng gốc ban đầu tốt rồi, chúng ta ngồi thiền nó sẽ định tâm hơn, trí tuệ nó phát quang hơn. Sau mỗi buổi ngồi thiền, ngồi tốt thì chúng ta thấy tâm thức nó rất là an vui, an lạc. Và chúng ta bắt đầu công việc ngày mới, chúng ta vẫn giữ được cái niềm an vui như vậy. Đấy là về mặt tâm thức, về mặt thân thì thấy thân nó khỏe hơn, khuôn mặt nó hồng hào, da dẻ nó sáng sủa hơn, mắt nó sẽ sáng hơn, đó, vì cái phần nó sẽ vượng hơn. Luyện tập khí công hay tập thiền định thì nó cũng đều giúp cho tinh khí thần. Tam bảo của con người là tinh khí thần. Tinh là cái phần vật chất cấu tạo của cơ thể, do tinh cha huyết mẹ tạo thành, nó là gốc tiên thiên sức khỏe của chúng ta. Khí là nguồn năng lượng luôn luôn xuôi chảy cùng với máu, giúp nuôi dưỡng tất cả hệ thống cơ thể chúng ta. Thần là cái thần thái, là cái nội tâm của chúng ta. Thì luyện khí công, luyện thiền để giúp cho tinh khí thần của chúng ta được mạnh hơn, giúp cho cuộc sống chúng ta an vui hơn. Ngồi thiền tốt thì chúng ta có thể có quyền, chúng ta có thể tự tạo được hạnh phúc cho riêng mình thông qua phép thiền định, không cần phải vay mượn ở những yếu tố bên ngoài, không cần phải gặp một ai đó để giúp cho mình hạnh phúc, không cần phải gặp một điều gì đó để giúp cho mình hạnh phúc. Và trong cái bản tâm của mình nó đã rất là an lạc, rất là an vui rồi đó. Và cao hơn nữa thì mình có thể mang niềm an vui đấy để cho tất cả mọi người. Nếu mình công phu tốt, giữ được đều đặn. Nói thêm một điều nữa là về công phu. Công phu tức là phải hành trì miên mật đều đặn, là hầu như là ngày nào chúng ta phải thực hành thì nó mới gọi là công phu được. Còn nếu chúng ta bị đứt quãng, ví dụ một tuần mình mới tập được một lần, nó sẽ chưa thành một khối được, nó chưa có công phu đấy, thì nó mới chỉ dừng lại mức độ gọi là tập luyện thôi. Còn công phu, nó gọi là công phu là phải luyện tập được hàng ngày trong thời gian rất là dài, rất là lâu thì nó mới thành một khối được, thì nó mới có tác dụng tốt nhất cho sức khỏe, tinh thần, trí tuệ. Thì vừa rồi Phúc Thành đã chia sẻ hết về phần lý thuyết thực hành thiền định rồi. Xin chào tất cả mọi người.